Xin chào các khán giả thân mến của chuyên mục Phong Cách. Bullet Journal được biết đến là một cuốn sổ tay bất ly thân của bất kỳ ai yêu thích việc sử dụng sổ tay. Và dần dần thì Bullet Journal đã trở thành một công cụ giúp chúng ta có thể quản lý chặt chẽ về mặt thời gian, chi tiêu cũng như là những kế hoạch của riêng cá nhân mình. Tuy nhiên, các bạn nghĩ sao nếu như thay vì chúng ta mua những cuốn sổ Bullet Journal có sẵn thì chúng ta sẽ tự tay mình thiết kế cũng như là tạo nên những cuốn sổ Bullet Journal mang phong cách riêng của cá nhân mình? Và đó thì cũng chính là chủ đề của chuyên mục Phong Cách tuần này. Và để tạo nên những cuốn sổ Bullet Journal thật độc đáo thì chúng ta sẽ cùng làm quen với người bạn đồng hành trong chương trình ngày hôm nay, đó là chị Bích Ngọc. Xin chào chị Ngọc ạ. Xin chào Ngọc Tuyết, xin chào quý vị khán giả. Chị Ngọc này, Ngọc Tuyết thấy rằng hiện nay cuốn sổ Bullet Journal được rất nhiều người sử dụng, đặc biệt là các bạn học sinh và sinh viên. Và Ngọc Tuyết thấy rằng các bạn ấy cũng đã tự tay mình tạo nên những cuốn sổ rất là khoa học nhưng mà vẫn mang một cái nét rất là đáng yêu, ngộ nghĩnh. Vậy thì không biết để tạo nên một cuốn sổ Bullet Journal thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những gì ạ? Để mà chuẩn bị cho một cuốn sổ Bullet Journal ấy, thì cũng tùy theo ý thích của mình. Đầu tiên là cần sổ này, bút thì cần nhiều loại bút, như là bút viết calligraphy hoặc là bút highlight để ghi nhớ và tạo màu luôn. Cầu kỳ hơn thì bút chì màu rồi các loại màu vẽ. Thêm nữa là washi tape hoặc là sticker hoặc là hoa khô. Nói chung rất nhiều tùy theo ý thích của mình ấy. Vậy thì để lên ý tưởng cũng như là nội dung cho một cuốn sổ Bullet Journal thì có khó không chị? Thực ra mình không cần phải quá là quan trọng ấy, bởi vì tất cả những nguồn cảm hứng nó bắt đầu từ công việc của mình này, từ việc học tập của mình. Nó sẽ làm cho mình yêu cái công việc mình đang làm hơn, thích cái môn học mình đang học hơn, ghi nhớ được nhiều hơn một cách dễ dàng hơn. Vâng ạ, vậy thì trong quá trình chúng ta tạo nên một cuốn sổ Bullet Journal thì có điều gì cần phải lưu ý không? Cái lưu ý đầu tiên là mình nghĩ là khi mà mình mới chơi hoặc là mình cũng thấy nhiều người quen của mình chơi là mình đừng bị áp lực ở việc là mình phải làm đẹp giống như trên mạng hay là trên những người mà mình theo dõi. Bởi vì cái sổ này nó là sổ cá nhân mà, nó mang cái chất riêng của mình ấy, cái phong cách riêng. Thì ban đầu mình thực sự không cần phải là đẹp giống người ta, mình chỉ cần làm cho mình cảm thấy thoải mái, thấy vui là được. Nó sẽ tạo được thành một cái sở thích mà mình có thể chơi được lâu dài. Về cái thứ hai là mình cũng không cần phải quá là quan trọng cái việc là mình có nhiều đồ để làm không. Mình có thể tự kiếm ở xung quanh mình rất nhiều, thậm chí chỉ cần một cái bút và một cuốn sổ thôi. Vẽ những cái hình đáng yêu nhỏ nhỏ thôi cũng là rất xinh rồi, nó mang cái phong cách rất riêng của mình ấy. Thì như vậy thì nó sẽ làm cái bullet của mình nó rất phong phú và kiểu nó đặc biệt hơn. Vâng ạ, vậy thì ngay bây giờ chị Ngọc có thể hướng dẫn cho Ngọc Tuyết cũng như là các quý vị khán giả tạo nên một cuốn sổ Bullet Journal thật độc đáo được không ạ? Vâng, mình rất sẵn sàng. Bullet Journal được nghiên cứu ra từ thói quen ghi chép công việc hàng ngày, từ đó giúp chúng ta có thể dễ dàng ghi nhớ những công việc trong ngày hoặc những kế hoạch, mục tiêu trong một tuần, một tháng. Bằng cách ghi lại những công việc cần làm như vậy sẽ giúp cho chúng ta biết được mình nên ưu tiên công việc nào trước, tránh lãng phí thời gian. Hơn nữa, một cuốn sổ Bullet Journal sẽ giúp bạn ghi lại những điều đáng nhớ, những kiến thức hay và những lời đánh giá để từ đó bạn có thể cải thiện bản thân mình tốt hơn. Trước đây, để làm một cuốn sổ Bullet Journal, chúng ta chỉ cần sổ và bút, cùng với đó là những gạch đầu dòng, những ký hiệu đơn giản, quen thuộc để giúp chúng ta ghi nhớ các kế hoạch về công việc và trong học tập. Nhưng với nhiều người, họ còn sáng tạo nên với nhiều phiên bản Bullet Journal khác nhau. Ví dụ như Young Journal có thể giúp bạn giảm stress. Ở đó, bạn có thể thỏa sức sáng tạo và thể hiện những tâm tư, suy nghĩ của mình với mọi chất liệu như giấy hay thậm chí là vải, những cảnh hoa khô hay những chiếc tem mà bạn sưu tầm được. Và các bạn, hôm
không giống như một cuốn sổ tay thông thường. Bullet Journal đủ linh hoạt để giúp chúng ta có thể hoạch định những kế hoạch mà mình cần làm, mình muốn làm, cũng như là giúp lưu lại những cảm xúc khi mà chúng ta hoàn thành cái công việc đó. Hy vọng rằng qua những chia sẻ trong chuyên mục phong cách ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể tự tay mình tạo nên những cuốn sổ Bullet Journal thật hữu ích cho chính bản thân mình nhé. Cảm ơn chị Ngọc ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.